Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Mẹo Vặt và Thủ Thuật. Vâng, và để tạo ra được một cái video đẹp từ những bức ảnh của mình thì trước tiên chúng ta phải có được những bức ảnh đẹp. Sau đó chúng ta ghép thì nó mới nên được một cái video đẹp. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách tạo ra những bức ảnh đẹp. Chúng ta cắt ghép chỉnh sửa cho bức ảnh chúng ta trở nên đẹp hơn. Rồi sau đó chúng ta ghép lên video thì nó sẽ đẹp và nó sẽ chuyên nghiệp hơn. Và đây chính là những bức ảnh mình đã chỉnh sửa. Xin mời các bạn hãy xem qua. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa những bức ảnh tương tự như thế này. Đó, đây là mình đã cắt ghép và ghép lên cái phong cảnh hoàn toàn mới. Đó. Đây, các cái đây là những bức ảnh đã được cắt ghép và chỉnh sửa, ghép lên một cái phong nền hoàn toàn mới. Nhìn khá là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Vâng, và để tạo ra được những bức ảnh như các bạn vừa xem thì các bạn hãy lên cửa hàng tải cho mình hai cái ứng dụng này. Thứ nhất là ứng dụng có cái hình như này, tiếng Anh thì mình không rõ lắm, các bạn nhìn đúng cái từ khóa này, lên CH Play chúng ta tìm. Và ứng dụng thứ hai là ứng dụng PicEye. Đó, chúng ta lên CH Play trước tiên, ta đánh chữ background đây. Chúng ta chỉ cần đánh chữ tách nền này là xong, tách nền ảnh là xong, không cần nhiều. Và chúng ta kéo xuống đúng cái phần này. Xóa nền và xóa phông này. Tại phần mềm này về và phần mềm PicEye. Đó, chúng ta sẽ tải hai cái phần mềm này về. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn các bạn luôn. Trước tiên chúng ta sẽ vào cái ứng dụng này để tách nền ảnh nhá. Đây, giao diện nó như thế này, chúng ta sẽ ấn vào dấu cộng. Rồi tiếp theo là ta sẽ chọn tới bức ảnh mà chúng ta muốn tách. Mình lấy ví dụ, mình sẽ chọn bức ảnh này chẳng hạn. Đây, anh chị này rất là đẹp. Đó, nó tự động tách nền cho chúng ta luôn. Nó tách lấy mỗi hình người không? Đó, ok. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào đây, mũi tên này, chúng ta lưu lại. Đây, chúng ta ấn vào đây. Chúng ta lưu lại. Như vậy là xong. Và tiếp theo ta sẽ chọn bức ảnh nữa để chúng ta tách. Đây, ví dụ mình chọn bức ảnh này để mình tách tách nền ra. Chúng ta chỉ cần ấn vào và tự động nó sẽ tách. Đó, tự động nó tách. Ok, và ta chỉ việc lưu lại. Lưu lại. Rồi, như vậy là xong. Và bây giờ ta sẽ quay về phần KineMaster để chúng ta ghép chỉnh sửa nhé. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ghép cái ảnh vừa tách lên một cái phong cảnh hoàn toàn mới bằng ứng dụng KineMaster. Chúng ta sẽ vào ứng dụng KineMaster. Theo ta sẽ ấn dấu cộng và chọn tỷ lệ cho nó. Mình sẽ chọn tỷ lệ 16:9 và ấn chữ tiếp theo. Rồi, tiếp theo là ta sẽ chọn một cái nền cho cái bức ảnh chúng ta. Mình lấy ví dụ các cái bức ảnh mình đã tải sẵn. Đây, mình lấy ví dụ bức ảnh này chẳng hạn. Đây, ok. Đó, nếu như nó có cái vệt đen này, ta không muốn thì ta sẽ zoom nó lên bằng cách ấn vào đây. Và lấy tay ta zoom lên. Đó, như vậy là hết. Tiếp theo ta sẽ ấn vào dấu bằng này. Ta có thể kéo dài cái này ra một chút. Và tiếp theo là ta chỉ việc ghép cái bức ảnh chúng ta vừa tách lên cái nền này. Và chúng ta sẽ ấn vào lớp. Ấn vào đa phương tiện. Và ấn vào cái phần chúng ta vừa tách nền cái ảnh đây. Mình lấy ví dụ đây, cái ảnh này vừa tách nền đây. Chúng ta sẽ kéo zoom nó lên. Chúng ta lưu ý là cái vạch này là chúng ta luôn phải để sát xuống đây thì nó mới đẹp, chứ đừng để lên như này là nó sẽ nhìn ảnh nó rất là xấu. Chúng ta phải zoom lên đặt vào đây. Đó. Thì chúng ta đặt thấy cái vị trí nào nó đẹp thì chúng ta đặt vào. Ok. Rồi, ví dụ này mình có thể thêm một số hiệu ứng vào bằng cách ấn vào lớp, ấn vào hình trái tim này. Thì đây nó có một số cái hiệu ứng mình đã tải sẵn. Nếu như các bạn muốn ghép thêm thì chúng ta sẽ ghép thêm. Đây, ví dụ điểm sáng này chẳng hạn, ta có thể đặt mấy mấy điểm sáng sáng như này chẳng hạn. Ok. Zoom ra. Đó, ok. Ta có thể tạo những cái hiệu ứng cho nó, cho bức ảnh nó sinh động hơn. Rồi, bây giờ để lưu bức ảnh này lại thì chúng ta sẽ tiến hành chụp nó lại. Để chụp thì chúng ta sẽ ấn vào đây, chúng ta lưu ý này, nhìn thấy cái ô vuông này, đây ô vuông này, chúng ta ấn vào đây và ấn ghi hình và lưu lại. Đây, chúng ta ấn ghi hình và lưu lại. Đó, như vậy là ta đã được một bức ảnh này. Đó. Còn muốn thay bức ảnh khác thì chúng ta chỉ việc ấn vào đây, chúng ta thay. Đó, rất là đơn giản. Mình lấy ví dụ mình lại thay bức ảnh này chẳng hạn. Mình đặt vào góc này. Ta có thể zoom lên nhìn làm sao cho nó vừa mắt một chút là được. Đó, cái đường nét này luôn luôn phải để sát dưới.
Đây chúng ta đặt xuống đây. Đó ok. Ta thêm hiệu ứng thì chúng ta chỉ việc thêm vào. Mình lấy ví dụ hiệu ứng như này. Đây ví dụ mình sẽ cho một số cái hoa hoa rơi nhà này chẳng hạn. Kéo ra đây. Đó ví dụ như này chẳng hạn. Rồi tiếp theo ta sẽ chụp nó lại tiếp, ấn vào đây. Chụp và lưu lại. Đó như vậy là ta đã được những bức ảnh rất là đẹp. Đây, bức ảnh chúng ta vừa chụp đây. Nhìn rất là đẹp. Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái khung viền cho bức ảnh nó đẹp hơn nữa. Bằng cái ứng dụng thứ hai đó là ứng dụng Pixe. Rồi tiếp theo là mình sẽ vào ứng dụng Pixe để mình chỉnh sửa. Ở cái phần Pixe này thì nó có rất nhiều cái kiểu chỉnh sửa. Thì chúng ta sẽ tải về và chúng ta tự mày mò nhé. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo viền đơn giản thôi. Chúng ta ấn vào dấu cộng này. Tiếp theo là ta sẽ chọn tới cái bức ảnh mà chúng ta muốn chỉnh sửa. Ví dụ mình chọn bức ảnh này. Rồi tiếp theo nó có rất nhiều kiểu chỉnh sửa. Thế nhưng đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái khung viền thôi. Đây chúng ta ấn vào viền đây. Đây chữ viền này chúng ta ấn vào. Đó tiếp theo ta kéo cái này sát sát ra bên này nhá, bên ngoài này. Rồi tiếp theo ta kéo cái bán kính này. Kéo lên một chút đó cho cái góc này nó được bo cong này, nhìn cái bức ảnh nó rất là đẹp. Rồi tiếp theo ta lưu lại, ấn vào đây lưu lại. Lưu lại. Như vậy là xong. Rồi ta có thể tạo thêm bức ảnh khác. Đây ví dụ bức ảnh này, chúng ta cũng kéo sang phần viền này. Viền này và cái này ta kéo sát về đây. Đây bán kính này chúng ta sẽ kéo lên một chút. Chúng ta càng kéo ra thì cái hình góc nó càng được bo tròn, thì chúng ta chỉ kéo vừa vừa thôi. Nó hơi bo bo tròn một chút là được. Đó. Rồi tiếp theo ta ấn vào dấu V này, lưu lại. Chúng ta ấn dấu V lưu lại. Ok. Nó rất là đơn giản. Hay cái phần Pixe này, video trước mình cũng đã có hướng dẫn rất nhiều cái tính năng hay. Thì bạn nào muốn phần mềm này thì chúng ta có thể lên cửa hàng chúng ta tải về nhé. Vâng và bây giờ ta có thể vào bộ sưu tập để chúng ta xem những bức ảnh chúng ta vừa chỉnh sửa. Đây chúng ta ấn vào bộ sưu tập. Đây chính là bức ảnh chúng ta vừa chỉnh sửa đây. Nhìn nó rất là đẹp. Nó tạo ra một cái phong cảnh hoàn toàn mới so với cái ảnh gốc. Đây cũng vậy. Đó nó có cái cánh hoa đào rơi này. Đây cũng vậy này. Đó đây tất cả những bức ảnh này mà mình đã chỉnh sửa trên hai cái ứng dụng này. Chúng ta có thể ghép các bức ảnh này thành một cái video. Và cách ghép thì video trước mình đã hướng dẫn. Nếu như bạn nào chưa rõ thì các bạn có thể xem lại video trước nhé. Và video hướng dẫn của mình xin được dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc tất cả các bạn có thể tạo ra được những bức ảnh đẹp ưng ý cho riêng mình. Nếu như thấy hay các bạn cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.